Xin chào anh em nhé. Nay em đang kiểm tra một số đôi loa hàng bãi mới về với cái chất lượng rất là tốt. Thì để quay lên để anh em thấy hàng chưa test cho anh em nhanh tay nhé. Với cái chất lượng rất là tuyệt vời, tiếng thì hay, tiếng hay, lời ca rất là tốt nha anh em nhé. Chất lượng bát thì anh em có thể nhìn thấy đây, bát rất chi là đẹp, chất lượng, đây là hàng chất lượng nhá, mà phân khúc rất là vừa tiền thôi. Đó, rất là vừa tiền, chỉ có 9 triệu rưỡi một đôi thôi, mà nó mang lại được cái chất âm, chất lượng âm thanh rất là tốt, thùng đẹp. Mỗi tựa là nó là cái màu trắng, nhưng mà thiết kế thì rất là đẹp rồi đây. Khi nó mà là màu đen thì em khẳng định rằng anh em sẽ không chê được nó đâu. Đó, và nó rất là đẹp anh em nhé. Hàng em về thì đều kiểm tra từng đôi một, sau đó là sẽ bỏ ra để đi làm sạch lại thùng. Dòng những cái dòng chép này thì anh em đã rất quen thuộc vì là nó đã được dùng rất nhiều trong những cái loa nổi tiếng rồi. Và đây là chép rất là xịn rồi. Đây, anh em có thể nhìn và em không cần phải giới thiệu. Đó, spin. Đó, nha. Đây, hàng này là hàng để anh em chưa test. Và khi anh em mua được đôi này thì sẽ có được cái chất lượng âm thanh, tiếng bass sâu, tròn, chắc. Vì anh em có thể nhìn này, từ rất to, từ này phải đến tầm 19 anh em nhé, từ 19 này, côn to này, được chưa? Và cái chất lượng bát zin từ A đến Z và rất là đẹp, rất là đẹp luôn. Thậm chí là những cái chiếc bát như này thì không phải nghĩ rồi. Đây, và phân tần ở đây đã được sử dụng cái bông thủy tinh để cách âm thì đã rất là tuyệt vời rồi, bắn rất là chuyên nghiệp đấy, thiết kế rất là tốt nha. Thì cái phân tần của nó thì lại rất chi là gấu đây. Phân tần rất chi là gấu, toàn bộ sử dụng đều sử dụng linh kiện tốt và chất lượng. Mỗi tội là em hơi ghét cái cuộn cảm của cái bát này, rất là to nhưng mà nhìn cuốn hơi thô đấy, chứ còn nhưng mà nó là rất là chất lượng nha anh em nha, vì nó cuốn cái cuộn này rất là tốt này, tụ xịn này, và đặc biệt là cái này nó sử dụng một cái mạch chống cháy riêng cho loa chép, anh em chạy rất là yên tâm. Mà chống cháy riêng đây, được bắt cạnh riêng này, đây, đó. Nó không giống như những cái dòng khác mà sử dụng luôn một cái mạch chống cháy riêng để bắt ở cạnh sườn. Chép rất là hay. Dòng chép này thì không phải bàn cãi gì nữa rồi. Thật sự rất là đẹp với cái củ bát chất lượng như thế này. Em ấy đi sang là để cho nó ra để làm thùng ra. Vệ sinh lại. Ở đây tháo nốt những cái chép này ra. Rất đẹp anh em ạ. Về gần như chiếc nào cũng đẹp. Đây. Rất là đẹp. Mà nó lại còn zin chứ anh em. Zin đẹp, sạch sẽ. Đây, anh em có thể nhìn thấy cái độ đẹp của nó. Nhanh tay sở hữu những đôi này về để chơi Tết. Màng gần 3 nếp nhé. Một vài những cái điểm nhấn gần 3 nếp này sẽ cho độ nhạy rất là tốt này. Đó, đây là cái mặt của nó. Mặt của nó đây, thiết kế rất đẹp nha anh em nhé. Đây để em úp mặt vào cái này. Hàng Tết rồi em cũng không thể kịp làm video chi tiết cho anh em được, chỉ biết quay lên để anh em có được cái sản phẩm để anh em mua thôi. Chơi Tết dòng này thì rất tuyệt vời rồi. Đây. Anh em nhìn thấy cái thiết kế nó đẹp không? Giống như Azay. Rất chi là đẹp đúng không ạ? Sao anh? Không được. À thế thì kiểm tra lại tivi thôi. À? Kiểm tra lại tivi của anh thôi. Kiểm tra tivi á? Đúng rồi. Này. À, nhưng mà cái tiếng nhạc là tiếng của tivi vẫn bình thường mà. Nhưng anh đem cái này sang anh cắm cái của nhà ông chú cũng không được. Chờ em tí. Tức là nó chỉ lên một cái tiếng mắt nó lại tỉnh. Rồi, em chào mọi người nhé. Có gì thì liên hệ em qua số điện thoại là 0976 833 612.